hello, nhi xin chào cả nhà. Hôm nay nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình là cách mổ túi hai cơ nha cả nhà. Cái này là cái túi một cơ, thì bây giờ nhi sẽ chỉ cả nhà mổ túi hai cơ nha. Bây giờ bắt đầu nhà nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình làm nha. Mổ thì cả nhà nhớ nha. Cả nhà sẽ đo cái cơ túi này cho nhi là từ cái mí dấu phấn này xuống dưới đây là hai phân nha cả nhà. Thì hai phân xong cả nhà gạch ngang qua cái dài túi thì cả nhà sẽ từ cái đầu này đi qua đây cả nhà cái 15 lăm cm cho nhi nha. Đó, mười lăm thì gạch ngang xong rồi thì tới cái cơi Tới cái cơi nha đó cái cơi thì cái nhà nhớ là nhập đôi lại thì cái nhà cắt cái cơi túi này là 4 xăng thì cái nhà của nhập đôi lại nhập đôi lại thì cái cơi này từ cái mí sống trên đây qua đây là một phân nha đó nhà gạch thẳng xuống thì cái túi này thì nó có hai cái cơi như cái nhà có hai cái cơi túi nha đây Nhi có làm hai miếng nha cả nhà hai miếng cơi thì bây giờ tiến hành là nhi sẽ có hai cái miếng hai miếng đáp nữa nha đó hai miếng đáp thì trong cái giờ như sẽ hướng dẫn cả nhà mình sẽ lượt cái cơi túi này vô cái đáp trước nha đó cái bề có bề phấn này thì nằm trên còn cái cái phía mà cái đáp này thì ở dưới nha thì mình sẽ cho hai cái đầu này đầu giải đầu giải đằng này cái đầu giải bên đây hai đầu giải bằng nhau và cái miếng cơi và cái miếng đáp hai lớp bằng nhau nha đó để bằng vô thì cả nhà sẽ lượt theo cái đường chỉ của đường đường phấn nha cái đường phấn đây đây cái lớp dưới của cái cái đáp và cái cơi thì hai cái bằng nhau nha cả nhà cứ để về cả nhà mai thẳng cho nhi nha máy gia đình nó hơi ồn thông cảm cho nhi nha cả nhà ơi nhi chưa không có mua được cái máy công nghiệp nữa đó đây để thẳng về cả nhà mai thẳng được nha thì cứ thế thì được hết hai cây luôn khi mai xong về rồi thì Nhi sẽ cắt ra nha ở đây Nhi sẽ cắt ra cho các bạn Đó, thấy không cả nhà mai ngay căn cái đường của đường chỉ phấn luôn ha thì qua đây bề trái này cái nhà đó nó có đường chỉ sẵn rồi mình dễ mai tới cái cây thứ hai đó, thứ hai mình cũng y như cái cái miếng thứ thứ nhất nha cả nhà đó mình cũng mai theo cái đường chỉ lược đây đường theo chỉ phấn đường phấn đây mình sẽ lược đó, hai lớp y như vậy luôn lớp trên lớp dưới bằng nhau rồi cứ thế ngày mai mới hết Rồi sau đây là tới cái miếng chính nha cả nhà Cái miếng chính này giống như cái thân ha Thì mình sẽ bắt đầu từ cái góc này nha mình sẽ mai theo cái đường phấn này và mai ngay cái góc này lỡ mối nha lỡ mũi không may lố ra ngoài này đây mình sẽ chia ra à, ha đầu túi cho bằng nhau rồi xong rồi mình sẽ sắn kim xuống đó sắn kim xuống thì nhớ nha cả nhà cái đường phấn này nè với cái đường phấn dưới đây phải trùng với nhau nha đó rồi mình sẽ sắn kim xuống ngay cái góc này luôn đó rồi bây giờ đó sẽ dịnh cái thân và cái cơ túi nè cái đắp túi nè đó thẳng bằng nhau rồi để về mình may theo cái đường chỉ nha cả nhà để có đường chỉ nè và cả nhà may vậy là bảo đảm không có lớn nhỏ mà rồi cả nhà mai cả nhà phải dịnh cái đất cái cái thân nha tặng cho nó đừng có bị nhăn đó rồi tới đây thì đây có cái đường phấn nè đó cả nhà sẽ lấy cây phấn gục phấn cả nhà cách ngang qua cách ngang là mình biết điểm dừng đó cả nhà điểm dừng mình lại mũi á đó hai cái đường bằng nhau luôn ha Cái nhà nhớ dịnh cái thân nha đó, nó, nó, nó. đó, rồi cả nhà lại mũi nha đó cứ thế thì mình sẽ mai thêm một bên nữa nha cả nhà đây khi mai xong một bên rồi thấy không cả nhà đó thì bây giờ mình tiếp tục cái bên đây nha bên đây mình cũng vậy cái cơi là nằm phía dưới nha cái nhà mình lật cái nẹp cái cái đáp ở trên nha đó mình sẽ để bằng à, để bằng hai cái này là hai cái đầu này bằng nhau thì ở đây bằng nhau vậy rồi thì cái nhà sẽ nhìn cái đây nó có cái lần phấn nè cả nhà thì cái lần phấn này thì cái nhà sẽ gạch cái phấn này qua đây nha à, rồi xong rồi ha cả nhà sẽ để hai cái đường phấn dưới nè đường phấn nẹp nè đường phấn thân nè hai cái đường phấn bằng nhau đó. thì cái nhà sẽ sắn thì kim xuống ngay chăn cái dấu đó nha rồi nè cả nhà thấy ngay không đó. rồi cứ thế mình mai mình lại mỗi tiếp tục mình mai cho hết luôn nha cả nhà giờ mai cho hết luôn nè nhưng mà cả nhà mai là không kéo mí nẹp nha không kéo cái nẹp trên mà cả nhà phải dịnh cái thân đó rồi nhà mai dài như vậy thì cái thân mình nó không có bị đùng ha để không bao không có không được rồi cái tiếp ở đây nè mình có dấu phấn nè thì mình dán ngón tay mình để đây mình lấy dấu phấn mạch ngang qua vậy là bảo đảm 100 phần trăm luôn cái cơ túi nó không có bị xéo nha cả nhà đó vậy là xong cái đó bây giờ như sẽ mổ nha đây khi nhi đã mai xong cả nhà nhìn cái góc này thấy không như lại mũi là ngay góc ở đây cũng vậy cũng ngay góc ha đầu vân đây cũng vậy luôn thì mình mai như vậy mình mổ cái túi ra một hồi đó cả nhà thấy không ngay góc luôn thấy không nó không có bị xéo nha đó bây giờ nhi sẽ mổ này nhập đôi lại thì nhi sẽ chia hai ra đó nhi chia hai ra rồi nhi sẽ mổ dài lên đây nha từ cái dấu phấn này nha cả nhà cả nhà trừ cho đây một phân nha không bấm sát nha đó, một phần rồi cả nhà sẽ dở lên đây cả nhà sẽ dở cái môi ra nha dở cái môi túi nha không để môi túi mổ dính nha cả nhà ở đây có dấu 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 phấn nè. Cả nhà sẽ kê sát vô đây nha. Đó, bấm vừa mí thôi, không bấm đứt chỉ nha cả nhà. Đó, vừa mí như vậy ha. Rồi bên đây cũng vậy, mỗi luôn hai bên. Đó, mỗi luôn hai bên. Đó. Rồi kế tiếp bên đây đầu này. Cái đầu này cũng vậy, nhớ cái nhà trừ từ đây tới đây một phân nha. Rồi kế tiếp mình cũng mở đây. Không có mẫu sát quá nó sẽ đứt chỉ nha cả nhà. Đó, vừa đụng góc thôi đó, bên đây cũng vậy nha đó, vừa đụng góc hết cả nhà không khi khi mình lấy khi mình bấm rồi thì giờ mình sẽ lộn nha lộn cái cơ này ra phía sau đó cái cái cơ túi đó và cái đáp túi luôn hai đầu hai bên nha mình lại mình lộn ra phía sau đó, phía sau xong rồi mình sẽ dịnh lại ha dịnh lại cái cơ túi nó rất là đẹp rồi khi mình lộn cái cơi nằm vô trong rồi đó cả nhà thấy không đó thì bây giờ cả nhà cái đây cả cái cơi nè đó ở trong đây nó có cái đáp nè thì cả nhà nhớ nha dán cái đáp xuôi xuống nha đó ở đây cũng vậy dán cái cái cơ cái, cái, cái thân xuôi xuống rồi mình sẽ mí đều một ly nha đây như sẽ làm đây mí sẽ đều rồi sắn ngay góc đó rồi ở đây mình sẽ dịnh hai cái cái cơi và cái đó Thẳng im vậy nha cả nhà to bản là đều nhau vậy nha đây khi mà cái nhà trước khi thì mí thì cái nhà nhớ dán lên bề bề bề, bề trong nè đó cả nhà vuốt cái cái, cái nẹp này, này ha thẳng im để xuống Rồi lật ra lật ra phía ngoài nha cái thân cũng vậy cả nhà vuốt thẳng im như vậy đó thấy không nè thẳng im thì cái nhà sẽ mí đều nha một ly mấy điều một ly rồi cả nhà tới cái góc này cả nhà lại mũi nha rồi giờ mình sẽ dàn tiếp cái bên thứ hai tới cái bên thứ hai này thì để cái túi nó im hết vậy nha cả nhà đó mình sẽ vuốt cái cái cơ trên cơ dưới ha mình dịnh cho thẳng mình dán ra bề trái về trái vậy ha đó mình dịnh hai cái cơ hai bên đây bên đây vậy hai cơ hai bên là mình kéo ra đó cho nó phẳng vậy nghe cả nhà đây nó phải phẳng vậy nha đó, phẳng vậy rồi thì cả nhà kéo qua đây cái nhà sẽ dựng đây cái nhà sẽ phá cái lưỡi gà này cho nhi nha đây sẽ theo cái đường một đường phấn của cái lưỡi gà này thấy không cả nhà đó cả nhà sẽ phá lưỡi gà cho nhi <laughs> phá lưỡi gà cho nó chắc khi phá lưỡi gà cả nhà nhớ nha cái cơ trên và cái cơ dưới hai cái phải đau nhau nha không được hở ra nha đau nhau thẳng ừ, xuống ngay chân gốc ở đây cũng ngay gốc luôn thì cái cơ dưới đây nha ở đây có cái lớp đáp nha cái đáp phải xuôi xuống ngay cả nhà cái không dám phá xong cái lưỡi gà cả nhà nhìn nè thấy không cái gốc nó rất là vuông nó không nó nhăn nhíu ha rồi cái cơ túi nó đau, nó 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 giáp với nhau nó không có bị, hở và cũng không bị chồng nha cả nhà rồi về kế tiếp là nhi sẽ uh, mấy cái uh, dòng từ cái góc này dòng qua bên cái túi bên đây nha thì ngay đây nhi sẽ sắn kim ngay đây đó sắn kim xuống ngay cái góc này luôn nha cả nhà nhớ lợi mũi nha cả nhà ơi ngay góc túi là phải lợi mũi nha đó cả nhà sẽ dịnh hẳn đây mấy điều mấy điều một ly luôn nha cả nhà rồi khi như vậy cả nhà mấy đều một ly hẳn qua luôn nha tới góc luôn đó góc này luôn thì cả nhà vòng qua cũng y như cái đầu bên kia nha vòng qua đó nhà là mũi nha vậy là xong rồi đó cả nhà đây là cả nhà sau khi nhi đã may xong cái túi hai cơ là cái nhìn thấy không cả nhà thấy cái cơ trên và cơ dưới đều hết một phần góc túi nó rất là vuông luôn thấy không cả nhà đây đây góc túi này rất là vuông luôn cái cơ túi hai bên đây nó vừa đau luôn ha nó không hở ha bên đây cũng vậy nó vừa đâu luôn thấy không cả nhà nó không hở ha cả nhà còn ở trên đây cái cạnh túi không ngăn không nhíu ha nhiều người á mà không biết cách mổ ha là nó sẽ nghe trên cái góc này nè nó sẽ bị nhíu rất là xấu luôn nha cả nhà ở đây như mấy điều hết một ly luôn và cái, cơ túi này nè ở ở trong nè ở, ở trong nè đó đều hết một phân luôn á cả nhà nha thấy không cả nhà như sẽ quay lại cho cả nhà xem nha ở đây nè đó ở đây là ở trong của cái túi nè ở trong của cái túi là như có mấy ly đều luôn đó à, thấy không tại sao hồi nãy như mí là như kia cả nhà là vuốt cái mí trong phải cho đều luôn là mình mí luôn. một hồi nếu ở trong nó mới đều được như vậy nếu như mình không vuốt là cái mí trong nó sẽ không đều nó sĩ lớn nhỏ hoặc là sụp mí luôn nha cả nhà. À, cả nhà thấy cái cơ túi đẹp không cả nhà? cả nhà cứ coi theo cái clip này mà y như Nhi chỉ là cả nhà mai xếp cái túi rất là đẹp luôn ha. cái này cả nhà mai túi quần hoặc túi áo phát cũng rất là đẹp. nha đó. cả đó nhà. Ừ. Đó. Đó. vậy thôi nhi xin kết thúc ở đây nha cả nhà xem và cho nhi xin một cái đăng ký và like chia sẻ cho nhi với nha. À, nhi xin cảm ơn rất là nhiều nhi chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nha bye bye